Xin chào tất cả các bạn nha, chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn nha bạn. Cái món đó là gà rán nha bạn. Ở đây á, nguyên liệu của mình á thì gồm có là đùi gà. Đùi gà này á thì mình mua đùi gà tỏi nha bạn. Đùi gà tỏi gì ăn nó sẽ ngon hơn rồi, nó không có ngán. Còn cái đùi gà kia người ta kêu bằng đùi gà gì ta? Thôi mình cũng không biết nữa, cho qua đi. Với lại mình có mua thêm hai cái cánh gà nha bạn, tại vì chị Hai thì thích ăn cánh gà hơn là đùi gà, nên mình mua cho chị Hai thêm hai cái cánh nữa. Các bạn thấy ngon ghê không? Cõi này mình thưởng, trời, chị Hai không biết thưởng thức gì trơn. Cái đùi gà này nè, thịt nó mới nhiều đó, nhiều cho cân ngon á. Với lại nguyên liệu của mình thì gồm có bạn nước mắm, dầu ăn, hạt nêm cà no, với lại cái này là bột chiên xù, bột mì gia dụng á bạn, là bột mì người ta để trong bọc sẵn á. Còn nếu các bạn không có mua bột mì gia dụng được á thì mình mua bột mì ngoài cũng được đó, không sao hết. Còn gia vị của mình ở đây cũng thêm có đường muối, đường với lại bột ngọt, tỏi băm với hành băm. Giờ các bạn cùng bắt tay vô làm với mình nha. Cái cánh đó mình sẽ cắt cái khúc này ra nha bạn, ăn cho nó dễ chiên hơn. Giờ cái phần đùi này á, mình sẽ lấy cái cây diêm này nè, mình đâm vậy nè, đặng hồi cho mình ướp á nó dễ thấm hơn. Cái đùi gà tỏi này nè bạn, tại vì người ta kêu đùi gà tỏi là người ta sẽ cắt hết cái phần ức đi các bạn, còn cái phần đùi thôi mà, nên người ta kêu đùi gà tỏi. Nó chân chùi luôn. Ăn gì thì nó không ngán bằng ăn nguyên cái đùi bự. Đùi bự có cái ức bạo lực quá. Mình sẽ đâm hết cái phần đùi gà này luôn nha bạn. Giờ mình sẽ để gia vị vô đây ớt nha bạn. Bỏ một ít đường. Cái đó. Một ít bột ngọt. Với lại một ít hành nêm cà no nha các bạn. Luôn. Giờ mình sẽ cộng điều với lại một ít tiêu nha bạn, mình bỏ ít thôi, tại bỏ nhiều quá sợ thảo quy với cu tiên ăn không được á. Giờ mình trộn đều lên, giờ mình sẽ ớp vòng vòng nửa tiếng nha bạn, mình để trong ngăn mát tủ lạnh cho nó dễ thấm hơn. Dạ, nãy giờ mình ớp cũng được nửa tiếng rồi nè bạn. Giờ mình sẽ để bột vô đây rồi chiên luôn nha. Cái này mình chơi đầy ghét luôn à. Mình sẽ bỏ hộp gà với lại bột trộn chung với cái này, rồi một hồi mình sẽ tẩm bột chiên xù ở ngoài á bạn. Chiên mỗi khi á thì mình chiên mình sẽ để gì rồi mình tẩm qua hộp gà với lại bột mì rồi tới bột chiên xù, nhưng mà bữa nay mình chơi trộn chung luôn, chỉ có bột chiên xù là mình để ngoài hồi tẩm như sau thôi. Hồi nãy có hộp gà nữa nhưng mà mình quên quay cho bạn xem, giờ mình sẽ đập hộp gà vô nha. Sẽ đập vô đây hai trứng gà luôn nha bạn. Yeah.
em đi. Giờ mình sẽ để bột mì vô luôn nha. Bột vô rồi, giờ mình sẽ bớt gì nè cho nó đều cái đùi gà nha bạn. Cái này bao tay đàng hoàng. Mình nãy giờ mình bớt nó ra nè bạn. Ngon bớt nó nấm vô rồi. Giờ là mình sẽ bắt chảo lên chiên nha bạn. Giờ mình cũng đã bắt chảo dầu lên nữa bạn. Giờ mình sẽ đợi dầu cho nó sôi nó nóng lên thì mình sẽ để gà vô chiên nha. Dầu cũng đã sôi đó bạn. Giờ mình sẽ để gà qua bên bọc chiên xù tắm rồi chiên nha. Thiết kế ra bài hát trời. Trời mưa bông bóng thập thùng, mẹ đi lấy chồng con ở với mẹ. Chỉ có Thảo Quỳ thôi mới suy nghĩ được vậy thôi. Chọc nhỏ hồi nhớ khóc mà vỗ. Giờ đùi gà dạng chưa hả bạn? Rồi mình sẽ gấp ra nha các bạn. Bạn thấy ngon nghe chưa? Kê sát vô mở chảy tỏng tỏng. Chẳng quá. Mình để qua miếng giấy thấm dầu nha các bạn. Dĩa đùi gà của mình cũng đã chiên xong rồi các bạn. Bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Vàng tươi luôn, ngon ghê chưa? Giờ chị Hà mình sẽ xách cái dĩa nha các bạn. Xách chưa thôi nghe, đừng thử nha. Trời, thử mới biết ngon hay không chứ cưng. Này mình sẽ ăn chấm với tương ớt và tương đen nha bạn. Rồi. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Vàng tươi luôn. Nó vàng tươi luôn mẹ. Vàng tươi ngon rồi. Đuôi. Cái món này mình làm chưa ăn chơi nha bạn. Cái món này giờ mời chưa ăn nha các bạn. Chưa nổi không? Mời mời tất cả các bạn ăn với mấy chị em mình nha. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả ba người. Ông bà cô bác. Ông bà cô bác. Ông bà cô bác ăn đi. Ngon quá. Bà. Sao mẹ không đốt ăn? Mẹ đang thở cho ngủ. Hồi nãy em nó đổ nước trong điện mà nãy á cha. Ừ. Hồi la em.
Ăn này hơi dơ chút nữa bạn. Ăn bóng thì nó mới ngon. Nó giòn, bà vừa ăn nữa. Bạn ngừng tin cho bạn. Vui cầm đánh ăn hay không? Rồi mặc dù nó nguội thiệt nhưng mà trong nó còn nóng á, mà thịt nó mềm á, đã. Thấy xin nha, xin ăn lên nè. Xin nó lì, nó đổ nước nó lì, không mà. Có nhiều mấy hoài đó. Nè. Nhớ